sống làm dâu khắp người ta. Hát xuống âm phủ làm ma không chồng, vì đường đời lắm nỗi dài trông. Người ơi xin chờ nắng lòng mẹ xuống cho thân tôi trời thanh làm thân con gái duyên kiếp cơn vô gian tình yêu mất lối đi qua ai có biết cho chăng đời em nhiều khen cay đắng lệ thấm từng đêm như thức trắng câu canh mà niềm sâu không vui càng dần cao theo tháng nay loạn cuồng. Em là kẻ bán phấn buôn hương cho ông trường bướm chán mới 18 lần xuân mà đã dài dàng phấn trời hương nhuy tàn thay vì bờ vô mới vô biết bao lần. Em là kẻ bị người đời khinh bạc, là hán ngơ hèn trí là xa quan, nhưng có ai hiểu vì sao một cô gái nhỏ thùy mỹ đất nam phải từ bỏ quê làng lên Sài Gòn ở mướn làm rồi bông nhiên trở thành cô chiêu đại. Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi chương trình do kênh YouTube Dương Âm sưu tầm. Có lúa thì có chim bồ câu tới, đã
hơn một năm qua em làm thân chùm rơi chôn tuổi thơ tâm sống dội buồn.
Nhưng con của mẹ không được gì, tất cả chỉ có đôi dòng lệ non lá cha cay nồng. Mẹ biết gì nhưng làm sao lo cho con được đi chu toàn. Nếu con được hưởng tất cả những gì diệu hiền trong tay mẹ đã trọn tình thương mến cho con, thì ai nuôi ngoài tuổi già sức yếu chỉ chờ đợi mẹ tiếp phơi thừa. Ai nuôi cha con hồi thất nghiệp hiện đang thọ bệnh nguy nan. Sữa mẹ hiền, mẹ chưa kịp khóc lại phải bồng con.